Dạ vâng, em Khả Năng Ô Tô xin kính chào tất cả quý khán giả thân yêu của đài truyền hình Khả Năng Ô Tô. Chào mừng tất cả mọi người quay trở lại kênh mua bán ô tô cũ Khả Năng Ô Tô Hải Phòng. Địa chỉ An Não Hải Phòng, số điện thoại 0326062789. Rất vui quay trở lại mọi người trong một chiếc xe mới về bên em. Mẫu xe Toyota Vios thương hiệu của Nhật Bản, sản xuất tại Việt Nam đời 2010. Phiên bản này là phiên bản Nimo lân kịch các bác nhé. Chính vì thế mà giá của nó rất là rẻ, chỉ với 206 triệu đồng. Quý cô bác và anh chị cùng toàn thể mọi người sẽ được sở hữu mẫu xe Vios đời 2010, động cơ 1.5 bản Nimo lân kịch. Lân kịch gồm có la đăng đúc, đấy, có xi nhan gương, gương kính chỉnh điện, cụp xòe xi nhan gương đầy đủ hết các bác nhé. Giống hệt bản E luôn. Và ngày xưa người ta hay bán lừa cái bản E mới là bản Nimo đấy các bác nhé. Thì đây, hôm nay chúng ta có về một mẫu xe thương hiệu của Nhật Bản, sản xuất tại Việt Nam đời 2010, số sàn, động cơ 1.5. Bên em chào bán tại cửa hàng với mức giá là 206 triệu đồng, có hỗ trợ bao rút hồ sơ gốc cho bà con các bác anh chị quan tâm đến mẫu xe này. Vậy thì bà con các bác anh chị quan tâm đến mẫu xe này hãy liên hệ sớm với Khả Năng Ô Tô qua số điện thoại 0326062789 nhé. Chiếc xe em cam kết không có đâm đụng nặng, tai nạn ngập nước, xước sát thì mình không tính tiền. Sơn thì đã được sơn quay toàn bộ xe rồi các bác nhé. Tất cả những nước sơn xe đã đẹp, căng đét, không phải làm gì thêm cả. Na đăng đúc, 4 lốp mới, đấy, tên tư nhân, biển Hà Nội, đời 2010. Biển số 530E52025 các bác nhé. Chiếc xe này thì chúng ta chỉ việc đổ xăng và chạy thôi ạ, không cần làm gì thêm nhé. Đổ xăng và chạy với mức tiêu hao nhiên liệu của nó chỉ rơi vào khuôn tầm 5,5 đến 6,5 lít trên 100 km, trung bình tầm 6 lít các bác nhé. Rất là tiết kiệm nhiên liệu. Với cái cửa tiền như này thì chúng ta cũng không thể là sở hữu được chiếc nào đẹp hơn chiếc dòng Vios này nữa. Nó tiết kiệm nhiên liệu tuyệt đối và máy móc của nó rất là lành nhé các bác nhé. Không có hỏng vặt, không có nằm đường. Đấy, cực kỳ lành luôn. Ở đâu cũng sửa được, kể cả bác lên miền núi không có người các bác cũng biết đến Vios rồi. Lên thì bà con các bác anh chị quan tâm đến mẫu xe này hãy cứ liên hệ sớm với Khả Năng Ô Tô qua số điện thoại 0326062789. Sở hữu mẫu xe thương hiệu của Nhật Bản, sản xuất tại Việt Nam đời 2010, phiên bản số sàn, động cơ 1.5. Đó. Dòng Vios là dòng thánh tiết kiệm mà lành rồi các bác nhé. Nước sơn màu đen thì bên em đã cho sơn quay toàn bộ xe. Nhìn trông xe rất là cứng và sạch sẽ, màu đen rất là đẹp. Xe này anh em có thể làm dịch vụ, làm taxi cũng rất là ok các bác nhé. Đó, số sàn động cơ 1.5, xăng tiết kiệm lắm. Nó chỉ tiêu hao tầm khuôn 5,5 lít, 6 lít trên 100 km mà thôi. Về form dáng của dòng Vios thì chẳng bao giờ là lỗi mốt cả. Máy móc thì không phải bàn rồi. Chất lượng của máy móc của dòng Vios này thì các bác đã theo 5 tháng thời gian sử dụng. Mà cái dòng máy VVTi đời 2003 đến 2016, đầu 2016 vẫn còn sử dụng các bác nhé. Đến 2021 bây giờ vẫn còn sử dụng, nhưng mà nó lên cái máy trắng đùa, là về phiên bản mới của cái dòng máy đen này. Vì sao người ta lại dùng cái máy, một cái máy loại máy đến 13 năm các bác nhé? Vì nó rất được thịnh hành và nó rất là lành và tiết kiệm nhiên liệu. Vì thế nên cái dòng Vios bao giờ cũng được anh em trong hội Vios hoặc là hội xe người ta sẽ nói là Toyota Vios thần thánh. Đấy. Thứ nhất là nó rất là thông dụng vì nó sử dụng được nhiều công việc. Ví dụ xe gia đình, xe taxi, xe kiếm thêm thu nhập từ việc chạy dịch vụ. Nên là nó rất là lành, bền. Chính vì thế là số lượng bán ra của nó hàng năm bao giờ cũng tốt hơn so với dòng khác. Và độ bền của nó cao hơn nhiều so với dòng khác các bác nhé. Bên em chào bán tại cửa hàng chỉ với mức giá là 206 triệu đồng đời 2010 các bác nhé. Vios đời 2010, 206 triệu đồng. Giá trên có lùi cho bà con đến xem xe trực tiếp và có bao rút hồ sơ gốc cho bà con của bác anh chị quan tâm đến mẫu xe này. Hãy sớm liên hệ với Khả Năng Ô Tô qua số điện thoại 0326062789 nhé. Mỗi ngày thì em có lên sóng vào 2-3 video vào mỗi khung giờ từ 7:30 đến 8 giờ tối các bác nhé. Cũng chú ý quan tâm theo dõi. Đấy. Còn các bác muốn đến xem xe trực tiếp thì kia. Ôi rồi. Đấy các bác nhìn thấy không? Một cái bãi xe nhà em nó rơi vào tầm 200 chiếc xe cho bà con lựa chọn. Vừa rồi mới chốt được con Nissan Sunny cũng như là con Toyota Camry nữa, là tổng vệ sinh nhà ngày hôm nay để bọn em bán được 5 chiếc các bác nhé. 5 chiếc. Nên là mọi người cứ đi lại an toàn. Đi đâu nhớ đeo khẩu trang, nhớ sát khuẩn và có khai báo y tế đầy đủ là được. Bên em vẫn đi lại bình thường, các bác chỉ cần khai báo y tế thôi. Ngoại trừ các bác ở trong vùng tâm dịch, còn lại là các bác biên vùng dịch vẫn đi được bình thường các bác nhé. Đấy, ba anh em người Hải Phòng kia đang đi trông xa xa về phía chân trời kia, em sẽ zoom cho các bác xem này. Vừa lấy chiếc Camry đời 2007 bên em rồi. Đấy, ba anh em dắt tay nhau đi ra này. Đấy, anh em nhìn thấy chưa? Đấy, vừa mới thành công chiếc Camry xong, rất là nhanh. Mua nhanh rút gọn. Đấy, đặt cọc chờ ngày lấy về đón về làm dâu thôi các bác nhé. Rất là ok luôn. Thì bên em có hỗ trợ giao xe toàn quốc cho bà con các anh chị. Tại vì mùa dịch này thì mình hỗ trợ nhau là bình thường. Đấy, miền Nam thì 5 triệu một xe lồng sẽ chở vào cho các mọi người. Còn miền Bắc này thì tùy trường hợp, các bác ở gần thì miễn phí, các bác ở xa thì anh em mình lại cân đối một vài đồng tiền lương là anh em có thể đánh xe tận nhà cho các bác. Đây,
Mẫu xe Toyota Vios đời 2010. Nội thất đây các bác nhé, sạch sẽ, keo chỉ zin, không đâm va gì. Đấy, đây. Gương kính chỉnh điện cụp xòe xi nhan gương. Đấy, vô lăng, cần số rất đẹp. Có nội thất cực kỳ mới và đẹp các bác nhé. Có bọc da 3D cải cách rất đẹp luôn. Chân nỉ nguyên bản, các bạn nhìn chân nỉ nguyên bản vô cùng sạch sẽ. Cái này nội thất đẹp đấy, các bạn giữ được. Biển Hà Nội bao giờ người ta cũng làm chiếc xe đẹp hơn so với biển tỉnh. Nhiều anh em biển tỉnh cứ kệ vất nay vất nắp đi đúng không. Đây, xe tư nhân nâu rồi các bác nhé. Ngày xưa dòng này thì có qua dịch vụ, cứ báo luôn cho các bác luôn. Em khả năng rất là thẳng tính các bạn. Có nào báo thế các bác lấy được thì các bác lấy thôi, bình thường thôi. Không đâm đụng bảo không đâm đụng. Đấy. Có dịch vụ bảo có dịch vụ, không nói dối khách hàng. Và đôi khi video em có thể em sẽ không nói để cho người này xem người kia xem cho lượng tương tác nó cao lên hơn. Chứ còn các bác mà gọi điện cho em thì em luôn luôn nói thật với khách hàng, luôn luôn báo chuẩn từng chi tiết một. Con này còn đẹp thì cứng thì em bảo đừng cứng đẹp các bác nhé. Đây này. Anh em nhìn không? Chỉ cua lốp vẫn còn nguyên này, GG đây. Và cái quả lốp đằng sau là mới đét nhé, mới đét 100% này. Chắc xuống đường rồi gọi là 97% thôi. Đây, rất là mới. Dòng này thì bây giờ người ta chỉ đi ở nhà phép vậy thôi, không đi taxi dịch vụ gì nữa, nên là rất là cứng cáp nhé. Máy gầm thì xử lý ok hết rồi. Đấy, không hề có chảy dầu chảy nhớt, máy gầm không kêu một tí nào, rất là ngon đẹp. Cửa tiền này thì thực sự là lấy dòng này đi an tâm các bác nhé, đi không bao giờ lo nằm đường luôn, đi lại an tâm luôn. Đấy, form dáng thì rất là ok. Đấy, đèn đóm sáng bóng này. Lốp bên này cũng mới nhá, lốp mới đét luôn. Tay nắm cửa hõm cửa chrome, về che mưa chrome luôn, không ngon hết rồi. Đây anh em nhìn này, đấy nội thất rất là mới đẹp, sáng sủa tươi rói. Keo chỉ zin, cửa tiền 200 mà mua chiếc này thì rất là an tâm các bác nhé. Bà con có ba anh chị quan tâm đến mẫu xe này hãy liên hệ sớm với Khai Đăng Ô Tô qua số điện thoại 0326062789. Được cái màu đen mát màu, nhìn bao giờ nó cũng ngột xe hơn. Có màn hình can lùi đầy đủ các bác nhé. Đây, keo chỉ zin này, không phải đâm đụng nữa. Cái này hơi hở một tí thì em sẽ gắn lại, sẽ bắt lại cho nó khít hơn một chút. Gắn tay vào đây một tí là ok. Đấy, tam ni này vẫn sần vẫn nhiều, rất là nhiều nhé. Sơn si sạch sẽ, nội thất đẹp. Bên trên thì có tấm trải thảm Vios rồi, có khóa khiển thông minh. Đấy, đầy đủ hết rồi. Giờ chúng ta khám phá đến phần khoang máy động cơ để xem tình trạng khoang máy động cơ nó hoạt động làm sao nhé. Dòng Vios này đi không phải nghĩ về chất lượng, khẳng định với bà con các anh chị rằng dòng này đi rất an toàn tuyệt đối luôn, không bị lầm đường. Tất nhiên là đen quá thì phải chịu thôi, chứ còn thực ra dòng này chỉ cần chú ý nước làm mát với lại gì thôi, 11 vạn nước làm mát với lại dầu máy là các bác có thể tiến hành đi nhiều cung đường rồi các bác nhé. Em thử tí cam núi là điều hòa mát lắm các bác nhé. Điều hòa mùa này mà không mát thì ui thì cam núi nét căng luôn. Như vậy được trang bị đầy đủ màn hình cam núi đầy đủ hết rồi, không hề thiếu gì cả. Đấy, điều hòa mát buốt, lạnh buốt luôn đấy nhá, lạnh buốt theo kiểu là lạnh toát toạt ấy, chứ không phải lạnh lạnh thường nữa rồi. Đấy, vậy thì bà con có bác anh chị nào mà quan tâm đến chiếc xe này, trần này, xe đẹp thì các bác nhìn trần đây đẹp phát biết ngay. Đấy, trần nó rất là mới, cứng trần này, trần cứng. Giờ chúng ta cùng kiểm tra cái phần khoang máy động cơ xem tình trạng động cơ nó hoạt động làm sao nhé. Với dòng động cơ 1.5 thì ở mức tiêu hao của nó dòng Toyota này nó rất ok, nó rất an toàn trong cửa tầm khuôn 5.5-6.5L trên 100 km. Và đây là phần khoang máy động cơ của chiếc xe này. Nói chung xe cũ rồi thì máy đã là máy rồi các bác nhé, máy đã là máy rồi, đấy đã lại tu máy rồi thì các bác về không phải làm gì nữa. Đấy, sơn nằm trong thì các bác nhìn đây, màu đen, keo chỉ phần đầu cabo nguyên zin luôn, không có đâm đụng gì, tất cả những ống lỗ cứ thật phần đầu cabo còn nguyên zin hết. Máy có bật điều hòa nên nó có tải, nó sẽ hoạt động cơ to bình thường. Khi nào đủ tải, nhiệt độ nó sẽ hạ xuống là nó sẽ êm hơn rất là nhiều. 1, 2, 3, 4 máy BBTI, máy nổ êm, không có tiếng cơ khí va vào nhau các bác nhé. Đấy, sạch sẽ, máy gầm ngon, không phải không bị rung giật, khoang máy rất là sạch đẹp. Để cho bà con lựa chọn làm xe gia đình thì rất là an tâm rồi các bác nhé. Hãy liên hệ sớm với Khai Đăng Ô Tô qua số điện thoại 0326062789. Sở hữu mẫu Toyota Vios đời 2010, phiên bản số sàn, động cơ 1.5, tên tư nhân, biển Hà Nội, đời bản Nimo lăng kịch, với mức giá 206 triệu đồng.
có lùi và có bao rút hồ sơ gốc cho bà con các anh chị quan tâm đến chiếc xe này. Trân trọng cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi clip của Khả Đăng. Xin chào, hẹn gặp mọi người trong những clip tiếp theo.